Trở lại với kênh Vũ Điệp xin gửi lời thân thương chào đến cả nhà nha. Điệp cũng xin gửi lời chào các anh em đồng nghiệp và fan của Điệp nha. Thì mai mốt này Điệp đi đặt lập cá bóng nha anh em. Mà Điệp qua bên cái kênh phụ của Điệp nha. Mong cả nhà vào kênh phụ thì Điệp có gắn cái đường link đó. Điệp có ghi bình luận cái kênh chính của Điệp á, có mấy cái đường link đó. Nữa chài hay là thả lứ hay là đặt lập cá bóng hay là đặt chấm lương gì đó. Hay là nói chung là Điệp ngày đi săn bắt thì Điệp hay đưa đi qua bên cái kênh phụ nha cả nhà. Mong cả nhà thông cảm cho Điệp nha. Còn kênh chính này nó Điệp chuyên về bên săn ong. Cũng đôi lúc cũng có đưa Điệp đưa clip này clip kia lên trên kênh chính nữa cả nhà ơi. Nói chung là tới mùa ong thì Điệp đưa clip ong, còn mùa này mùa kia thận, nói chung là cuộc sống ở quê mà. Thì nắng bầy nào thì che bầy đó, nó đó cả nha. Thì hôm nay Điệp đi săn ong nha cả nhà. Trời gió quá gió rồi. Cái này mà leo mà mấy cái cây cao cao ha, mà không có giữ gió được là lọc hình bụng nha. Quá gió luôn cả nhà coi kìa, mấy cái độc cây nó liệt cái chân. Thì hôm nay Điệp đi cũng chung với một thằng đệ của Điệp. Thì nói chung là hai trò thu thủi cả nhà ơi. Giờ là để giờ nó đẩy xe sáng té ịt đụi á. Rồi giờ hai thầy trò đi lên đường nó nghe cà cả nhà. Rồi thì Điệp cũng gửi lời chúc đến cả nhà mình á. Và các anh em đồng nghiệp và fan á, và cô dì chú bác anh chị em trên mọi miền đất nước á, có một ngày xem clip của Điệp luôn luôn và hạnh phúc nha. Thì chúc cho cả nhà mình á mỗi ngày mà làm ăn phát đạt nha. Và trong cái mùa dịch này trong cho nó qua hẳn luôn để mà cho mình đi làm ăn nó thuận tiện nha, nó nghe cả nha. Giờ Điệp up máy mà cả nhà cùng trải nghiệm với hai thầy trò Điệp nha. Nói chung cũng đóng cặp đường lộ nè. Ông anh ông chỉ nè. Đó ông này nói chung cũng có suy nào cắt rồi, mà nói chung Điệp thấy cũng mới có lại đi lại mặt nó đó anh em. Chứ mặt cũng không có được nhiều. Giờ Điệp cũng hốt qua dùng cục sơ dừa mi. Lầm quá. Đó, ông đóng ra trên kia anh em ơi. Leo lên cũng hãy nha. Đó, anh em thấy ông làm nửa màn hình đó. Giá cho nó được nửa lết mặt đi thì này cũng hơi anh thua anh em ơi. Được lết mặt thì chiều nay về em vợ mua thịt heo cho ăn không hả? Giờ Điệp leo lên đó gần tới đó Điệp mê đốt anh em. Con này Điệp thấy cũng dữ lắm mà anh em biết rồi nha. Hay nó chớp quá chớp á. Đừng có làm xuống cái hì nha. Đây. Nó mà làm xuống cái hì cái mệt à nha. Đốt cái anh em ơi, cho nó an toàn. Thì vừa một chút xíu rồi trời. À ơi. Rồi. Lắm. Lên nha anh em, lên ngay chỗ ông luôn rồi, trái cho có mặt đi anh em ơi, đi bắt cái trong cho được kiếm tiền xăng coi. Ây da trúng máy, ê gì nó anh em ơi, nó đóng dọn luôn rồi, má ơi, thông cảm ngày Điệp nhìn nhánh này coi, không có tư hay là khô. Giá cái được nồi nước đặc ơi. Con nó dài lắm. Đóng nó ướp vô trong cái thân cây luôn đó anh. Nó đó anh em. Được đi điêu nhẹ cái nghe nè. Đây. Dịch. Đây coi nè. Lên anh em ơi. Ủa, có cái bông dừa kế bên luôn kìa. Cái dừa kế bên luôn anh em. Thôi nói chung là cặp lộ mà, anh em nào cũng đi quay lại thấy hoài à. Hên xui anh em ơi. Ôi nó có mùi vậy. Ừ.
bên kia nó có cái bông dừa đang nở luôn kìa. Ôi, quất cái giò trời. Da quấn giò. Có mặt tay cuốn coi. Trời ơi, cuốn gan anh em ơi. Nó có dấu gì bên nào nè. Nè nè. Đợt đúng nó nè nữa, nó mặt này. Ôi da. Ui ui. Dở thiệt chứ. Dở mộng nữa rồi. Bị sâu. Bị sâu quá anh em ơi. Sâu chà bá luôn. Sâu. Ui da quýnh dọa ta. Ui da sao ông bên đây quýnh dọa nhiều quá. Nó quá trời vậy. Địch chỉnh luôn đi. Chỉnh coi nào có mặt thì ai leo. Hô, anh em nào hô, hô không được thì hô, biết làm sao giờ. Anh em có thông cảm nha. Thật sự ra đi săn bắt rồi mà leo lên mà không có mặt gì đây cũng buồn lắm chứ. Chỉnh luôn. Này đẹp đắp lên đây luôn đi. Chỗ này nó bị sâu nè, coi như nó không có bơm mặt vô phải. Có ông này cởi đó. Gì đây cho nó nở, mai mốt nó nở cho nó đi nó đi nha anh em. Chỉnh đi, nếu nó bơm vô xị nào anh em nào lụm được thì lụm. Vậy thôi. Buồn. Buồn với con chuồn chuồn. Rồi xuống anh em ơi, buồn quá. Đi xuống hồi lại đằng kia hốt tổ đằng kia nữa kìa, tổ đằng kia nữa anh em ơi, đằng kia nó còn tổ nữa. Đằng kia còn tổ nữa. Tổ kia cũng mới về cũng được 7-8 ngày, 9-10 ngày nó gì đó. Thôi à, trả đôi dép cho tôi ạ. À. Rồi đi anh em ơi, ra đẹp ốp máy đi. Đằng kia hốt tổ đằng kia nữa nghe anh em. Cặp lộ xe mà. Ô, xe chạy. Đẹp ốp máy anh em. Đẹp cũng mới tới nè anh em ơi. Cái ông mập đó đó, ổng 97 kg hả? Nhiêu? 97 kg hả? Ổng leo mấy cái này không được, ổng gặp ổng điện nó cho đẹp nè. Thì cái anh cũng mấy lần á, tụi ông dữ lắm, tụi ông dữ. Tụi ông nó bự nha anh em, mà nó đóng cái, nói chung là cái cây đó cũng thôi thầm lùm đó các anh em đồng nghiệp. Leo lên nó cũng hơi khó, chúng máy cục cọp gì mong anh em không thông cảm nha, nó nhánh rồi bị miệng ngoài á. Tụi ông căng chỗ nửa màn hình á, nó có đốm đen đó. Đó cái đốm nửa màn hình á. Rồi giờ điệp lên điệp hốt nha anh em. Ở đây nói chung là ông mà nó mới về trong vòng được 5 ngày 7 ngày là đều bị xử hết trơn à. Anh em ơi, nói chung bây giờ anh em cũng đi bắt ông là ai cũng có chén cơm hết trơn á. Ai cũng nuôi vợ nuôi con kiếm những giọt mà ông ngọt, nuôi vợ nuôi con chứ giống hệt như điệp thôi, điệp cũng vậy thôi. Mà điệp leo lên mà lỡ có nhộng á thì điệp chưa. Còn mà nếu mà sáp trắng á thì điệp cũng gọc có gì đó anh em thông cảm nha. Chứ thật sự ra cũng đời sống nha anh em. Điệp cũng giống như các anh em đồng nghiệp cái khác cũng vậy đó. Cây này nó đóng cũng trong thùm lùm, nó cũng hơi khó leo ha. Rồi giờ điệp lên anh em ơi. Cây này gì cũng cao mười mấy mét rồi ta. Nó đóng trong thùm lùm á. Rồi thì điệp đi lấy những cái cạnh mà cô dì chú bác anh chị em á có điện cho điệp á, thì điệp đi lấy á. Thì nói chung cũng còn tổ ghiên. Còn mà ví dụ như mà điệp đi lấy mà ví dụ như điệp chạy giỏ trong vườn cộng nữa thì nói chung ít còn tổ ghim dữ lắm anh em. Nói chung cũng các anh em ai cũng vậy mà. Mặt trời nó hơi chám mà con nhà thông cảm nha. Thì cô dì chú bác anh chị em nào á có nhu cầu mà mua chấm lương á hay là lưới gì đó xin liên hệ với điệp á 0908 765 334 nha. Với điệp rất mong được cả nhà
vào kênh phụ của Điệp á, phụ của Điệp TV, Điệp có gắn đường link á, cái bình luận của Điệp, Điệp có gắn hai cái đường link màu xanh xanh ở trên á, thì cả nhà nhấp vào đó là cái kênh phụ của Điệp á, thì cả nhà vào đó xem ủng hộ cho Điệp nó nghe cả nha. Thì cũng như lưới chài đồ tất cả, nói chung là về người săn bắt á, trong cuộc sống Điệp biết cái gì Điệp săn bắt cái đấy đó, thì Điệp đưa lên trên cái kênh phụ đó, mong cả nhà vào đó ủng hộ cho Điệp nha. Chúng cũng lùm lùm. Nay Điệp bắt bằng cục sơ dừa nha anh em. Nắm dây Điệp leo. Ai cứ cây hay gì á. Sắp tới tôm rồi. Ồ, tới tôm rồi. Ui, một trời chá à, anh em ơi. Quay chắc không được quá. Ủa, còn đóng ngoài nữa kìa. Gán nắc lên cái nữa. Ui, ông nó ra. Chết rồi. Ui. Ông nó ra rồi, anh em ơi. Ui trời. Hay thiệt chứ. Nó bắt mùi. Cái phần nó Điệp leo động á. Quá gió anh em ơi. Gió thấy nó lạnh á, đứt dây luôn. Đó, có miếng khối rồi đó. Có miếng khối là đỡ rồi. Chứ Điệp vừa leo lên ông nó ra là Điệp sợ đó. Nó giống như cái tổ cái cây cốc á. Ô con cũng bự quá. Quay không được rồi. Cục sơ dừa này cũng để nè. 21 kêu để làm dây chị. Ông cũng lớn lắm. Ủa, thấy nó đung đưa quá trời anh em. Chắc sáp. Dài lắm mấy mét bên kia kìa nó mới đã. Đó. Anh em ơi. Ủa, ông dài ha. Biết đồ tỏ ông rồi. Bự quá đó anh em. Con bự á. Nó rút vô đẹp rồi. Điệp đổi nón lên anh em ơi. Quá trời thùm lum rồi. Quá trời thùm lum mà. Ôi da, quýnh. Trong thùm lum này cũng chơi nữa chứ quýnh. Tại cao quá. Gió nó lùa. Anh em thông cảm nha, để Điệp dẹt nha. Cố gắng Điệp dẹt. Sợ nó trúng máy. Điệp chưa thấy được cái đầu mặt luôn á. Đâu rồi? Trời ơi, sắp cắn ông nội ơi. Trời ơi. Đúng đầu mặt đâu? Cha mẹ ơi. Đầu mặt dạ, anh em ơi, nó bị trúng máy rồi. Nên nhìn không thấy được đầu mặt. Dở mỏng rồi. Trời ơi. Anh em coi nè. Trời ơi. Hết biết tô ông mới về anh em ơi. Về được từng lễ hơn từng lễ ha hay gì đó. Gia quýnh đít trời. Gia quýnh đít anh em ơi. Tổ ông này điệp để luôn. Có mà anh em. Rồi trong lùm mà tổ ông nó hung lắm. Rồi để đi cho nó hên xui anh em ơi. Gia quýnh trời.
trong lùm mà nó cũng chơi được chưa đích đó anh em thấy không, có mặt thôi để đi, có mặt dưới phân ha, để cho nó hên xui đi, nó hên nó thì nguồn mặt ở đây có thì nó ở. Ôi tức anh em ơi, anh em cũng thông cảm nghe anh em, nói chung là đời sống thì gió quá gió hả, thấy không, thì cũng không muốn vậy, leo lên tới trên này mà không có mặt thì đành chịu nha anh em. Quốc trời rồi xuống anh em ơi, xuống máy móc lụm chân. Ủa, đi ra quầy này nè, máy phê với nó nè, hết xuống luôn nè. Nó thấy sao dính lên luôn trời. Chú gì là quýnh người tay, quýnh người chăn trụ cái cọng răng găng tay luôn. Cái ông này cũng hung á anh em, tại cái tầm cao quá. Dở mộng anh em ơi, buồn thiệt chứ. Ui da, buồn làm chi em ơi. Ui da nóng. Ây da, chút máy cộp. Đi nhở mà hai huynh kia ngồi dưới luôn kìa. Dở mộng rồi anh ý ơi. Chạy. Nó không có đủ khối. Nó không đủ khối mới hung nha anh em. Mưa tới hả gì luôn rồi. Chạy đi, ông nó dí đi theo cho đó rồi. Nó hung quá. Con đi trước đi con. Cái gì ạ? Ông nó hơi hung quá nè. Rồi thì chào cả nhà nha, cả nhà ơi, chúc cả nhà mình nó xem clip luôn dễ và hạnh phúc nha. Thì bye bye cả nhà nha, bye nhà cả nhà ơi. Rồi bye bye nha anh ý ơi. Rồi đi cơ.